Mọi người, bây giờ mình đang ở trên dãy này. Hôm nay là về quê hái rau cho nên là bất ngờ gặp mẹ chồng mình cũng lên. Buổi sáng thì mẹ mình đi có việc, buổi chiều là cố gắng lên dãy một tí để thăm cây cối như thế nào, chứ mẹ mình là hầu như ngày nào cũng lên, hôm thì sáng sớm, hôm thì buổi chiều, chứ không để ý là mẹ mình kiểu nóng ruột đấy, xem là có cây nào chim nó ăn không, nó mổ không. Bây giờ đang nhổ cỏ ở ngay mẹ ở ngay chỗ mộ bố chồng mình kìa. Ngay ở trên đây thì nhà mình có trồng hai cây mơ, trước đây là có hai cây và bây giờ chặt đi một cây rồi. Sai quá trời luôn mọi người ơi, đây là cây mơ Hàn Quốc nha. Cái này thì là tầm khoảng tháng 6 là sẽ được thu hoạch, mà sai lắm. Mới đầu thì là còn sai nữa, nhưng bây giờ mẹ mình tỉa vợi đi rồi để cho nó nhiều ấy. À đâu, để cho nó chắc chắn, nó mập. Đây mọi người đấy này. Trời ơi, ngày xưa mình làm mình còn không biết cây mơ nó như nào cơ. Đây, sang đây mẹ chồng trồng có hai cây mà năm nào nó cũng sai như này. Cái này thì người Hàn Quốc người ta sẽ ngâm với đường nha. Ngâm một cân mơ, một cân đường với nhau, sau đó để mình có cái nước này mình uống pha cũng ngon lắm. Chứ người ta không có hái chín như mình đâu. Chỉ cần to thêm khoảng một tí nữa mà nó vẫn còn xanh là người ta đã hái rồi, chứ không phải đợi chín nhá. Có một cây này thôi nhưng mà sai vô cùng. Mẹ đang hỏi là con có chỗ nào bán được không, bán cho mẹ kìa. Mình chưa, mình bảo chứ đâu mẹ, con có biết chỗ nào bán đâu. Tại vì cái này ngâm một năm ấy, thì mình ăn lâu lắm, nó ra nước ấy, mình cũng pha với lại nước lạnh uống mùa hè để giải khát. Nhưng mà không, mình uống hay bị say cho nên là mình không uống mấy. Và người ta hay để cái nước mơ ngâm để chế biến thức ăn nữa, làm gia vị rồi làm kim chi cũng có. Sai gọi là chi chít quả, và quả nào quả đấy to lắm. Mình sẽ xin một quả này để mang về chấm muối. Bây giờ chắc là nó vẫn còn rất là chát, thế nhưng mà cũng cũng khá là to rồi đấy. Trông mê chưa? Trời ơi, cái này mà là quả cam, quả quýt thì hái ăn được luôn phải không? Rất tiếc loại nào quả mơ hơi chát một tí. Và đây hình ảnh mẹ chồng mình lúc nào cũng cặm cụi mộ bố chồng mình ở ngay trên đây luôn. Đề mẹ bảo năm nay có to không, bảo to quá to luôn mẹ ơi. À đề mẹ bảo năm nay không cần ngâm cũng được mà chưa biết như thế nào. Mình sẽ hái thêm một quả nữa, nhỡ đâu ăn ngon lại không thông. Ba quả đi đó. Trời ơi, ui, chết rồi, một quả rơi rồi, ngon quá luôn. Đâu nhỉ, vừa rơi cái bột bắt mong tìm thấy đây. Thế là ba em mình sẽ phải chấm muối nha mọi người, chấm muối Tây Ninh ngon lắm. Và đây là ớt mọi người, hôm nay mẹ em hai mẹ con mình hái ớt này. Cái này thì hái ớt của đầu mùa mình hái để cho cái lứa sau nó ra nhiều hơn ấy. Cái này thì nó cũng cay và không cay, nó lẫn lộn với nhau nhiều lắm. Người Hàn Quốc ăn ớt nhưng mà nhìn này thôi, nó không có cay bằng ớt thóc của bên Việt Nam mình đâu, vẫn còn kiểu non non ấy. Rồi mình dừng video tại đây nhé, hẹn mọi người vào những clip tiếp theo ạ.